Bán nhanh 100 cọc là xong. Rồi. Bán nhanh 100 cọc. Ờ, nhưng anh nói luôn này. Dạ. Nếu chú bán này cho Huấn ấy thì không được phép. À không. Anh không để Huấn nó sở hữu cái này đâu. Cho em xem lại tí. Hả? Cho em tạt. Đừng em ạ. Thôi em. Cái gỗ của anh em cứ tạt thì thế thì tạt ít thôi em. Vừa phải. Nó chỉ có thế thôi. Ờ. Anh cứ bảo mày là gì? Nà, 5 triệu, 10 triệu đấy rồi. Dạ. Thì mày không nghe bây giờ mày cầm gỗ này cứ tạt cái gì? Kiểm tra kỹ đi, chứ đừng có tạt tiếp nữa. Thực ra là mộc anh không muốn kim động, nó sẽ nhanh. Mộc được em biết là cái gỗ này nó là bao năm tuổi không? Nó là gì? Nó là cụ hoàng đàn chứ không phải là cây hoàng đàn đấy. Thế mà em lại cứ đương kim em phang như vậy thì anh nhìn nó không thích rồi. Thơm thật đấy. Thơm thật. Em uy tín của em nó có thừa, em cầm gỗ này em đi về đi. Giá cả tiền nong để sau. Anh dám cho em chơi kiểu đấy cơ mà? Ơ bởi vì này, em không hao gỗ được, không cháo được đúng không? Anh sợ gì đâu mà? Mà em cũng có dám lên làm sao mà dám ấy thì anh. Anh tin em mà. Dạ. Anh tin em cơ mà. Như em cứ cầm về. Chú bán hộ anh. Chú anh chỉ lấy là 70% à 75% giá bán. Chú cầm về nhá. Ok chưa? Bán nhanh 100 cọc là xong. Rồi. Bán nhanh 100 cọc. Ờ, còn giao dịch mà giao dịch bịp ấy thì anh gặp em này. Cũng như là vở diễn này thôi em ạ. Nhá. Dạ. Nếu mà chú diễn được với khách hàng thì chú cũng diễn luôn với anh ấy. Nhớ không nhá. Không. Câu chuyện thì tất cả mọi thứ là em quan điểm của em là giá trị đổi giá trị thôi. Bây giờ cục gỗ thì cũng phải làm lên một cái tác phẩm. Nhưng anh nói luôn này. Dạ. Nếu chú bán này cho ông Huấn ấy thì không được phép. À không. Bây giờ... Anh không để Huấn nó sở hữu cái này được. rồi. Anh cứ để cho cái bọn mẹ phàm phu tục tử ấy để sở hữu cái được. Thành phần học hết lớp 7 bây giờ lên gọi là có tiền đúng của làm ngôi đại gia đuổi sở hữu những cái tinh hoa này không có. Em nhờ. Nguyên tắc nghiêm cấm bán Huấn dưới mọi hình thức. Được chưa? Anh Huấn. Ừ. Lại kéo cả anh Huấn vào đây. đến khi nó check nó bảo là anh sao anh lại cố mà anh không để cho em, anh để cho Hoàng Sơn nên là anh kỷ em kia nó sách việc em chưa? Mình cứ nói thẳng vậy dễ. Tiến đi. Huấn không chơi này không? Cầm gỗ đây về và hôm nào em tìm được khách ra giá anh nên mời cơm lên nhà ăn bữa cơm. Dạ. Xong chưa? Dạ. Hôm nay là anh bận không cơm cháo thì được. Cũng đâu đúng theo phong cách là tao chả mời thằng nào ăn cơm trên mạng nhá. Thế là nhét. Ok chưa? Ok kịch anh. Rồi. Ờ kịch bản đấy nhá. Nhưng mà như anh Tiến là cũng thẳng thắn. Bây giờ. Rồi, ok. Thì em sơ xin phép được kết thúc livestream tại đây và hẹn anh em mình rút. Giờ tạm. Giờ tạm. Chào anh em nhá. Hẹn anh em vào những livestream tiếp theo.